Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One. Ngay trên tay mình lúc này đây là MacBook Air 2019. Gần đây thì Apple đã chính thức cho ra mắt phiên bản cập nhật mới cho dòng MacBook Air, hứa hẹn đầy sự bất ngờ cho người dùng. Và Mark One số 1 về Mac. Và ngay trước mắt mình đây là MacBook Air 2019 tại cửa hàng Mark One, hiện đang có giá bán là 28 triệu, chỉ nhỉnh hơn 1 triệu đồng so với MacBook Air 2018. Vậy bỏ ra 1 triệu đồng, người dùng sẽ nhận được thêm gì? Tìm hiểu cùng mình trong video ngày hôm nay nhé. Cải tiến về thiết kế trên MacBook Air 2019 là chẳng có một cải tiến nào ở đây hết. Đây cũng là một điều hết sức dễ hiểu bởi trên dòng Air mới được lột xác sau 10 năm kể từ MacBook Air 2018. Vậy nên MacBook Air 2019 không được nâng cấp bất cứ một điều gì về mặt thiết kế là điều dễ hiểu. Và cá nhân mình nghĩ Apple sẽ vẫn còn giữ nguyên form thiết kế này cho tới một vài năm nữa. Ta sẽ có một vỏ nhôm láng mượt và khó bám vân tay, chính giữa sẽ là logo quả táo sáng bóng và không còn phát sáng như ngày xưa, vẫn đầy đủ 3 màu sắc như trên MacBook Air 2018. Và một điểm nữa được táo khuyết cải tiến là bàn phím. Nắp bàn phím được làm từ polymer nylon thay vì từ silicone trước đó. Điều này thì người dùng sẽ hy vọng sẽ cải tiến được những cái lỗi từ MacBook đời trước. Tích hợp với tính năng nhận diện vân tay Touch ID, có hai cổng USB-C và một jack tai nghe 3.5mm. Tuy nhiên có một sự thay đổi lớn ở đây là Apple đã trang bị màn hình chu tông trên MacBook Air 2019. Theo đó, MacBook Air 2019 sở hữu một màn hình Retina 13.3 inch, độ phân giải 2560x1600 pixel, được tích hợp công nghệ chu tông. Công nghệ này sẽ giúp tự động điều chỉnh cân bằng trắng của màn hình trên MacBook để phù hợp hơn với nhiệt độ màu của ánh sáng xung quanh người dùng. Qua đó, những trải nghiệm về màu sắc trên màn hình của người dùng sẽ trở nên tự nhiên hơn. Cá nhân mình nghĩ thì đây là một điểm rất đáng nâng cấp trên MacBook Air 2019, chứng tỏ Apple đã thực sự quan tâm trên dòng MacBook Air này hơn. Loa thì mình đánh giá ở mức khá, độ to vừa phải. Thực sự là với màn hình cộng với loa như thế này thì sẽ cực kỳ là hút máu những người nào có đam mê phim ảnh, ví dụ như là mình vậy. Nâng cấp đáng chú ý tiếp theo trên MacBook Air 2019 là nằm ở con chip Intel thế hệ mới cho hiệu suất nhanh hơn. Cụ thể là MacBook Air 2019 được tích hợp bộ vi xử lý Intel Core i5 1.6GHz, chip đồ họa Intel UHD Graphics 617, RAM 8GB và ổ cứng SSD 128, nhanh hơn 60% so với thế hệ cũ. Lại một lần nữa, MacBook Air đã khẳng định vị trí của mình trên thị trường laptop hiện nay. MacBook Air có thời lượng pin được đánh giá cao nhất trong các dòng MacBook. Theo công bố của hãng thì máy đáp ứng được với 13 tiếng sử dụng khi xem phim trên iTunes và 12 giờ duyệt web liên tục khi có kết nối mạng. Đây sẽ là sản phẩm cực kỳ tối ưu cho những người làm việc cần di chuyển nhiều. Cuối cùng, giá bán chính là điểm nhấn lớn nhất trên MacBook Air 2019. Hiện tại thì Mark One đang cung cấp MacBook Air 2019 chỉ nhỉnh hơn khoảng 1 triệu đồng so với MacBook Air 2018. Đây là một điều đáng mừng đối với các tín đồ Apple khi mà hãng đã quyết tâm giảm giá hạ nhiệt cho những sản phẩm mới. Tóm gọn lại, với một thiết kế đẹp cộng thêm sự nâng cấp, MacBook Air 2019 sẽ là lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng. Hiện tại thì Mark One đang có sẵn máy tại cửa hàng, link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.